Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video là review đồ cho hamster nha. Đấy thì review thì mình có thể là review đồ ăn hoặc là đồ chơi hoặc là một số đồ xài gì đó cho hamster nha. Đấy, thì trong cái video này mình mới nhận được cái mô phẩm ở bên bưu điện nè các bạn. Đó, thì cái này là mình mới mua một chiếc áo cho hamster nha các bạn. Đó, thì cái áo này thì mình mua size cho mấy con hamster bia nha. Đó, tại vì mình thấy con hamster bia thì nó mặc áo thấy sẽ dễ hơn các bạn, mình nghĩ là vậy. Đấy, thì nó được gói trong một cái bao như thế này. Thì mình thấy người trên mạng Facebook, fanpage hoặc là các hội đồ các bạn mặc áo cho hamster rồi đó, mình thấy khá là tò mò á. Cho nên là hôm nay mình sẽ mua thử một cái cho con bia huyền thoại của mình nó mặc xem như thế nào nha. Ok, rồi. Ở đây là cái tiền hàng với lại cái tiền ship các bạn là không á, là tại vì mình đã thanh toán ở trên ví Shopee rồi nha. Đấy, mình có sử dụng ví Shopee á cho nên là mình thanh toán chảnh luôn. Và khi nhận hàng thì mình chỉ cần nhận hàng thôi và không còn thanh toán gì hết. Còn cái tiền cước, cái tiền gửi hàng á là 7.714 đồng nè. Đấy, coi như là 8.000 nha. Đó. Thì nếu như mà các bạn thanh toán bằng ví Shopee á thì nó sẽ không có tính tiền thu hộ á, nó sẽ trừ ra 13.000 cho các bạn. Còn nếu như mà thanh toán tiền tại nhà á thì nó sẽ cộng thêm 13.000 nha. Đấy, cái này các bạn lưu ý với mình. Rồi. Ok, thì nó được đóng gói vậy thôi, khá đơn giản trong một cái bao giấy như thế. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là khui ra cho các bạn xem bên trong nó như thế nào nha. Và bên trong thì nó sẽ có thêm một cái bao nhỏ nữa nha các bạn. Đó, cái bao này mình nghĩ là nó sẽ để chiếc áo á. Đó, tại vì mình nếu như mà gửi bên bưu điện hoặc là cái đơn vị vận chuyển khác á thì nó sẽ gói thêm một cái bao giấy như thế này. Để bên trong thì hết rồi, chả còn gì hết. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái bao nhỏ này ra coi cái áo nó như thế nào nha các bạn. À, đây là cái mã đơn nha các bạn. Đó, cái mã đơn này á thì khi gửi hàng thì người gửi người ta sẽ ghi lên cái bưu phẩm như thế này để cho bên vận chuyển hàng người ta nhập vào hệ thống á. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem nha. Đây. Ồ, màu xanh các bạn ơi. Đấy, màu xanh. Rồi bên trong hết rồi. Thì khi mua thì các bạn có thể chọn màu. Đấy. Ok, cái này thì mình chọn màu xanh nha. Và cái size này cho con bia nha các bạn. Đấy, con bia nhà mình á, size này khá là to. Đấy. Thì màu xanh rồi thấy khá là đẹp. Ở đây có một cái đuôi nè các bạn. Đấy, cái đuôi người ta thiết kế đồ ha. Đó. Cái giải này thì mình thấy khá là mịn đó. Đó, khá là mịn. Khá là ok. Đây là nó dạng như là cái áo tròn thôi các bạn, thấy không? Nó có một sợi dây đây nè. Và sau này thì cũng khá là mịn các bạn. Đấy, nó dạng như là có lông như là lông mịn thôi. Đây có một chiếc đuôi nè. Đó, cái đuôi, cái chóp đuôi nhỏ xíu thôi. Đó. Rồi thì cũng khá là đơn giản thôi. Và cái giải này nó sẽ may thành hai lớp nha. Đấy, hai lớp như thế thì khá là dày dặn đó. Đó. Rồi cái này thì hai cọng dây này thì dành cột vào con hamster các bạn. Đấy, cái dạng như cái áo tròn thôi chứ không phải là cái áo mà có thể xỏ tay được. Rồi và bây giờ mình sẽ mặc cho con bia mình xem thử coi như thế nào các bạn. Mình thấy là khá là ok rồi đó, nhưng mà không biết mặc cho con bia thì nó có ổn hay là không. Rồi bây giờ mình sẽ vào nhà và lấy con bia ra và mặc cho nó xem thử như thế nào nha. Và đây là cái con bia huyền thoại của mình nè các bạn. Đó, để mình dọn mấy cái này qua và bắt nó ra cho các bạn xem chơi thử nha. Đó, thì cũng nói chung mà cũng lâu quá mình không có quay video có mặc cái con này lên. Đó, đây con bia huyền thoại. Mình để trong chiếc lồng nhỏ vậy là mình đem nó ra đây thôi nha các bạn. Đó, còn cái lồng này là mình nuôi cái con vàng chanh nhỏ kia kìa. Đó, cho nó ra đây thì mình chỉ để trong lồng nhỏ rồi xách ra cho nó tiện. Còn cái lồng mình nuôi trong nhà thì cũng to lắm, cũng vừa nó lắm. Đây, con bia của mình. Đó. Thì mấy hôm nay thì phải ăn với bà ngủ không các bạn? Đó, ăn ngủ không thì nó được đóng vậy đó. Đó. Thì có nhiều bạn hỏi mình sao con bia của mình nó mập, nó ú á. Thì mình cũng cho nó ăn thức ăn ngũ cốc thôi nha. Đây, cái loại thức ăn mình bán cho các bạn á. Với lại lâu lâu mình cho thêm ăn thức ăn dặm thôi. Lông con này khá là đẹp các bạn, nhưng mà ở sau phần mông này nó bị dạng như lông nó không được dài đâu các bạn. Đó. Lông nó bị thiếu thiếu sao á. Nó không phải là thiếu nhưng mà nó ngắn thôi. Đấy, cái phần mông nó thì bị thiếu lông một tí. Còn phía dưới bụng của nó thì nói chung là ok. Đấy, lông khá là đẹp á. Rồi, con mắt của nó thì nó cũng vẫn còn màu trắng nhưng mà nó dạng như là nó bị lợt mất một ít thôi à. Đó, màu trắng lợt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái áo này vào coi như thế nào nha. Đấy, cái áo này dạng như là cái áo tròn thôi và mình sẽ cột ngay cái sợi dây này vào cái phần eo của nó, đó, vào cái phần bụng của nó. Đấy. Thì các bạn thấy vậy thôi chứ mà khi mà cột vào rất là khó nha. Tại vì mấy con chuột này nó cũng không có nghe lời của mình đâu. Đó, như các bạn thấy nó rất là nhoi luôn. Đấy. Nó không nghe lời của mình đâu, mình mà ngửa nó ra thì nó phản xạ tự nhiên của nó là nó sẽ gọi là lật ngược lại. Đó, cho nên là cột buộc rất khó luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng buộc làm sao mà cho nó dính vào nha. Đấy.
Thì cái này á mình thấy là xài cho con bia đồ mà lâu lâu các bạn xách nó ra các bạn mặc chơi thì ok, chứ các bạn mặc mỗi ngày thì thấy nó chả có hợp lý thế nào các bạn. Vì hamster là cái dòng chuột nhỏ mà đúng không? Đó nó đâu có cần mặc áo gì đâu, cái này dạng như mình mua về review cho các bạn xem chơi. Còn nếu như mà các bạn nào mà thấy hay á thì các bạn có thể mua về. Đấy giá cũng rẻ thôi, như có mười mấy 20.000 những cái à. Bạn có thể mua về và gọi là mặc cho nó vào. À, rồi chụp hình check in rồi đăng Facebook khoe đồ ha, khoe trong ngõ hamster rồi đó. Đó thì cũng khá là ok. Còn mặc mỗi ngày thì nói chung thì mình nghĩ là không có ai mà mặc mỗi ngày cho nó đâu. Bạn nuôi chó mèo rồi thì các bạn có thể mặc mỗi ngày rồi ha. Còn này hamster mà nhỏ xíu mà mặc sao được, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mặc cho nó nha. Để mình thấy khá là khó mặc cho nó rồi đó. Đấy, nó cứ nhoi nhoi như thế thì mặc áo vào rất là khó các bạn. Rồi ok các bạn, thì sau một thời gian quằn quại thì cuối cùng cũng là cột xong. Đấy, mà áo cho con hamster xong. Đó, thấy các bạn thấy không? Đơ luôn các bạn. Đấy, ngáo luôn rồi. Đó, thì mặc cho con này rất là khó đó các bạn. Đấy, các bạn mặc đồ cho động vật đồ là rất là khó luôn. Đó, đặc biệt là mấy con chuột này. Đấy, nó nhỏ các bạn, nó nhỏ cho nên là mặc đồ thì nó rất là khó luôn. Đó, thì chỉ mặc được vậy thôi. Đấy, không biết nó đi một tí nữa chắc là mình nghĩ là nó sẽ tụt cái luôn các bạn. Đó, ok. Thì cứ nếu như mà các bạn muốn dễ thì các bạn có thể nhờ thêm một người nữa kèm nó lại đó, và các bạn cột áo vào thì nó sẽ nhanh hơn. Còn mình làm có một mình thôi, với lại vừa làm vừa quay nữa cho nên là hơi bị lâu một tí, với lại rất là khó luôn. Đấy, còn khoảng như 10 phút 15 phút gì đó. Đây có một cái đuôi nè. Đấy, mặc dù nó cũng có cái đuôi đó nhưng mà cái đuôi nhỏ quá người ta không thấy các bạn đó. Làm cái áo có cái đuôi cho người ta biết là có cái đuôi đó. Ở phía dưới thì mình sẽ cột như vậy nha. Để mình cột thành một cái nơ nhỏ như thế này, chứ mình không có rút nha các bạn. Rút thì một tí nữa thì khó lấy ra lắm. Rồi ở đây thì là cái mũ các bạn, cái mũ thì nó chỉ cong cong một tí thôi, nó cũng không có làm được gì hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ sơ qua một vòng cho các bạn xem như thế nào nha. Để mình thấy thì cũng khá ổn thôi chứ không được ok cho lắm. Thì mình cho nó chơi một chút nó bị tụt cái luôn rồi các bạn ơi. Đây đó, con này nói chung là nó cái da nó mềm mềm các bạn, cho nên là rất là dễ tụt luôn đó. Rồi bây giờ nó tụt rồi thì bây giờ mình sẽ mặc cho nó lại và mình cho nó đi một vòng nữa cho các bạn xem nha. Đây cái áo của nó nè các bạn. Đấy, nó đi một vòng thôi cũng đã dơ rồi. Đấy các bạn, ngồi cho nó mặc cái áo này mà đi vòng vòng á thì các bạn để trong nhà nha,
để nhà gạch đồ nó sạch sẽ một tí. Này mình ra ngoài này review nó đi, ở dưới đất này thì tí dơ hết rồi. Đấy. Mặt xong thì mình đi giặt lại cho nó sạch thôi. Không có gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cho nó thêm một lần nữa và mình sẽ quay một đoạn nữa cho các bạn xem nha. Mặc áo thử cho con sóc của mình nè các bạn. Đấy, cái áo này thì nói chung là mình mua size cho con hamster bia á, nên là con sóc này nó mặc như cái mền luôn các bạn. Đó. Không có vừa các bạn. Thì nếu như mà các bạn muốn mua mà dành cho những con sóc nhỏ nhỏ thì như thế này mặc chơi á thì các bạn có thể mua những cái size nhỏ nha. Đó, size nhỏ hình như giá nó cũng gần gần vậy thôi à. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để xuống cho đi thử coi đi được không nha. Mình nghĩ là đi không được đâu. Cái áo này rất là rộng luôn, như cái mền của nó luôn mà. Đấy. Rồi thì nói chung là cái này các bạn cho nó mặc chơi thì được nha, chứ đừng có cho nó mặc hoài mình thấy nó cũng không có ok cho lắm. Rồi các bạn muốn cho nó mặc thì có thể mua cho mấy con bia rồi đó, mấy con sóc thì mặc cũng được, mấy cái dòng hamster nhỏ cũng được. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha, và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi và xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.